Chào các bạn đến với kênh Xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe đạp gấp hay còn xe đạp gọi là xe đạp xếp đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản, còn mang tên gọi là Evasion. Chiếc xe này thì có trang bị bánh 20 inch và có khả năng gấp gọn khi mà cần bỏ vào cốp ô tô hoặc là di chuyển xa, rất là gọn nhẹ. Và khung của chiếc xe thì được làm bằng chất liệu nhôm, vành bằng nhôm, đũa lốp. Và như các bạn thấy là lốp của chiếc xe còn rất là đẹp, lốp 20 inch rất là đẹp. Khung thì bằng nhôm và không được sơn, để nguyên màu của nhôm luôn, mũi hàn to cũng toàn khung nhôm. Và chiếc xe được qua sử dụng tại Nhật nên là có rất là nhiều cái tem mác của Nhật. Xe được trang bị một đĩa và ở giữa này có một cái chân chống dựa bằng nhôm, rất là tiện lợi, gọn gàng. Đằng sau thì được trang bị bộ chuyển động Shimano Six và líp vặn 6 tầng, phanh V. Như các bạn thấy là chiếc xe này có bộ lốp rất là đẹp, gần như mới. Đôi lốp rất đẹp, yên bê tôn nguyên bản đẹp. Và bây giờ tôi sẽ cùng quý vị test thử cái khả năng gập của chiếc xe này. Đầu tiên chúng ta sẽ gạt cái khóa này ra là một, chúng ta sẽ bẻ cái khóa này ra. Đây, tôi làm lại, bẻ ra này. Đó. Ta cho thấp cọc yên xuống và chúng ta mở khóa này ra, gạt cái tay như vậy. Chúng ta đã gập xong chiếc xe và rất là nhẹ nhàng. Chúng ta hoàn toàn có thể xách cho một cái ô tô hoặc là vẫn vào góc nhà, rất là gọn. Và với diện tích rất là nhỏ như này thì một chiếc xe nhỏ nhất như là Matiz và Moling vẫn có thể chở chiếc xe này vô tư cùng rất là nhiều cái đồ dùng gia đình khác trong cái chuyến đi của các bạn. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là gập chiếc xe trở lại. Chúng ta gập, ta bẻ cái khóa vào trở lại, cài chốt. Phần cổ lái chúng ta cũng làm tương tự, cài chốt. Và chúng ta chỉ cần cho cọc yên cao lên với đúng tư thế đạp của chúng ta. Đấy, như vậy chiếc xe đã sẵn sàng cho chúng ta đi ở những cái cung đường mà không có phương tiện di chuyển khác. Chúng ta lên sở hữu, nếu mà chúng ta có ô tô, chúng ta lên sở hữu một chiếc xe đạp gấp như vậy để mà dự phòng rủi ro trong những trường hợp phải di chuyển ở những cái tỉnh thành mà không có xe dịch vụ xe, ví dụ như xe ôm hay là taxi, mà xe ô tô của chúng ta thì lại không vào được. Và như vậy là tôi cùng các bạn đã đánh giá trải nghiệm trong chiếc xe gập mang thương hiệu Evasion đã qua sử dụng tại Nhật Bản và có được bán tại website xe đạp hải phòng.com. giá của chiếc xe khoảng hơn 4 triệu đồng. Và nếu các bạn muốn biết chính xác thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại dưới video và chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những cái chính sách bảo hành, bảo trì và những cái quà tặng được kèm theo khi mà quý vị tiến hành mua xe tại shop xe đạp của chúng tôi. Nếu quý vị quan tâm đến xe đạp gấp nói riêng và xe đạp thể thao nói chung và các video sửa chữa bảo dưỡng thì quý vị hãy đăng ký kênh
Bên cạnh đó ấn chiếc chuông để cập nhật những thông báo mới nhất khi chúng tôi có video mới. Và quý vị ấn like video để ủng hộ chúng tôi có động lực, có niềm vui để làm những video mới cống hiến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.